Chào tất cả mọi người nha. Một cái view quán cực kỳ đẹp nha cả nhà. Anh chị có được nhậu dưới dàn mướp bao giờ chưa? Nhậu bên dưới dàn mướp nha cả nhà. Bên dưới dàn mướp dàn bầu nha. Cực kỳ đẹp luôn quý vị. Rất là hay. Một mô hình quán nhậu cực kỳ độc đáo tại Trơn Thành, Bình Phước, mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh nha, Hồ Lô quán. Hàng tối thứ bảy chủ nhật hàng đêm thì con sẽ có là nhạc sống nha, hát với nhau hàng đêm nha. Và khi chúng ta ăn lẩu ở đây thì chúng ta cứ hái những quả bầu trên này xuống và chủ quán sẽ cho mình một con dao để mình cắt bầu và ăn luôn nha. Ở đây thì ăn lẩu, nước lẩu và hải sản này kia là tính tiền, nhưng mà bầu thì cứ ăn bao nhiêu để cắt bỏ vào nồi lẩu không tính tiền. Rất là đẹp. Hồ Lô quán nha. Một tuần khuyến mãi đầu tiên là ăn bầu thoải mái nha, không tính tiền. Rất là đẹp. Trái quá trời trái. Chào cả nhà nha.